Hoa Long xin chào cô chú. Và hôm nay con xin giới thiệu với các chú một số giò cát và bà rách. Thì hôm nay là ngày 9 tháng 12 năm 2018. Và sau đây con xin giới thiệu một số hình cây của nó cô chú. Chậu đầu tiên con xin giới thiệu đây là chậu mã số 1. Chậu này có tên là cát Thượng Mỹ cô chú. Đây là hàng xưa. Thì giờ này bên con đang bán với giá là 1 triệu. Cát Thượng Mỹ nha cô chú. Hoa này có hương rất là thơm luôn. Đây là cát xưa nha cô chú. Đây là giò cát cô mới uống lên. Rất là đẹp. Một bộ như vậy thì nó có rất là nhiều thân nha cô chú. Rất là nhiều thân. Mình về có thể mình tách chiếc ra được. Thì đây là hàng xưa đó. Không có nhiều nha cô chú. Mã số 1 có giá là 1 triệu. Mã số 1 nha cô chú, có giá là 1 triệu. Khung bông này được khoảng cỡ 12 xăng. Cây này đang có 8 bông nha cô chú. Mã số 1 có giá là 1 triệu. Đây là chậu mã số 2. Cái này cái khung bông nó tròn mà cái cánh nó đè lên nhau rồi cô chú, nó chồng lên nhau nè, cái lưỡi rất là đẹp. Chỗ này thì hoa nó sắp tàn rồi. Đây là mã số 2 có giá là 250 cô chú. Chỗ này có hương thơm nha cô chú. Mã số 2 250.000. Là hình cây của nó cô chú. Giờ mình cắt ra mình ghép từ gỗ hoặc là mình trồng lại. 250.000. Đây là mã số 2. Đây là giò cát sổ mã số 3 có giá tiền là 180.000. Hoa này có hương rất là thơm cô chú. Khung bông này cũng to nha cô chú, được khoảng 12 xăng cái rưỡi đó. Cánh nó tròn rất là đẹp cô chú. Mã số 3 có giá tiền là 180.000. Số 4 cô chú, cái này mặt hoa rất là đẹp nè. Mã số 4 có giá là 180 luôn. Mã số 4 180.000. Thế thì đây là mặt hoa của cái cát mã số 5 của chú. Là cái cát của đài. Thì ba cái cánh của nó là màu xanh và ba cánh là màu hồng. Và hai cái cánh á, ba cánh là xanh, hai cánh là đỏ. Và cái lưỡi ở dính giữa nó có hai cái mắt này, rất là đẹp. Giờ này có giá là 300, mã số 5 cô chú. Đây là mã số 5 có giá là 300.000. Cái mặt hoa rất là đẹp nha cô chú. Giờ mã số 5 cho các mã số 6 của chú có giá là 180 luôn. Đây là hình cây của nó, mã số 6 180.000. Đây là giò cát mini mã số 7. Cái cánh nó rất là dày nè cô chú. Có giá là 180, bụi rất là to, rất là nhiều thân. Mã số 7 có giá là 180.000. Tiếp theo đây là mặt hoa của chậu Barat mã số 8 của chú. Có giá tiền là 250. Cánh này rất là dày nè, cánh sáp nè. 250.000. Mã số 8 thì khi gửi hàng đi con sẽ lọp nó hết luôn chú, chỉ chờ lại cho cô chú cái này thôi. Con sẽ lọp chậu ra hết, tại chậu này phi 28 lượng rất là to. Cô chú về trồng lại nha. Mã số 8 250. Tiếp theo là giò Barat Kiku. Cái này có giá là 180.000. Đây là mã số 9 của chú. Barat Kiku mã số 9 có giá tiền là 180.000. Rất là đẹp. Tiếp theo đây là mặt hoa của chậu Barat mã số 10. Chậu này có tên là Interusa của chú. Thì cây đang nụ. Chậu này có giá là 220.000. Barat Interusa mã số 10 220.000. Đây là chậu Barat mã số 11 có giá tiền là 170.000 của chú.
rất là đẹp. Mã số 11 170.000. Tiếp theo cô xin giới thiệu các cô chú, đây là mặt hoa của cây cát Amaki. Thì nó vàng hết nha cô chú, chỉ có lửa màu đỏ thôi. Còn cái cánh là vàng hết luôn. Chờ mã số 12 cát Amaki. Cô Amaki này có giá là 250 cô chú. Cây này đang đậu lứa mèo rồi nè. 250.000. Đây giờ mã số 12 250.000 các Amaki. Tiếp theo thì bên con đang xin bán hai chậu vũ nữ. Đây là combo mã số 13 của chú, hai chậu. Một bên là Ceremony. Đó. Giờ bên là nó màu vàng. Thì hai chậu này có giá tiền là 300. Combo hai chậu mã số 13 300.000. Thế đây là chậu cát combo, chậu vũ nữ combo mã số 14 có giá là 300. Một bên là Ceremony và một bên là vũ nữ mật ngọt. Hai chậu này có giá là 300.000. Mã số 14. Đâu mà xin chào cô chú.